Vâng, xin lỗi quý vị và các bạn, vừa rồi là do đường truyền internet không được ổn định do thời tiết trời mưa nên bây giờ chúng tôi mới có thể kết nối lại. Ở trận đấu thứ ba này cầu thủ, xin lỗi là các cầu thủ thuộc biên chế Real Roma đang bảo vệ cầu môn bên phía tay trái màn hình của quý vị và các bạn. Đồng phục không thay đổi theo kiểu truyền thống, vẫn là màu đỏ sọc trắng. FC Kizuna bảo vệ cầu môn bên phía tay phải với đồng phục là quần áo xanh trắng. Trong hai hiệp vừa rồi thì các cầu thủ Real Roma với tinh thần khí thế bùng bừng và sảng khoái, họ đã ghi rất nhiều bàn thắng với những pha phối hợp nhịp nhàng và đẹp mắt. Hy vọng trong trận đấu thứ ba này họ sẽ mang đến những bàn thắng đẹp mắt nhất và công hiến những đường truyền này. Vâng, tình huống nguy hiểm. Văn Hiền là người vừa tung ra cú sút về phía cầu môn bên phía các cầu thủ Kizuna. Người giữ ở vị trí hàng công có lẽ vẫn là Xuân Huy, một cầu thủ khá điển trai. Văn Hiền. Bóng đang chạm chân các cầu thủ Kizuna. Bóng nó trong chân trong tay thủ môn Kizuna. Xuân Huy, vẫn là Xuân Huy. Quý Dương chuyền bóng cho Văn Hùng. Văn Hiền không được. Văn Hiền cố đón bóng thế nhưng đường chuyền bóng là lệch hướng, không đến đúng địa chỉ. Văn Hiền. Xin lỗi là Minh Phương. Xuân Huy không được rồi. Rất hay. Và bẫy má ngoài dành cho Văn Hiền. Tuy nhiên Văn Hiền không thể tận dụng tốt thời cơ. Văn Trang. Và tranh chấp khá quyết liệt của Xuân Huy. Văn Hùng. Anh Dương. Quý Dương. Đưa bóng vào. Không được. Bóng nằm trong chân cầu thủ Văn Dân của Kizuna. Vâng, trọng tài Duy Hoàng đã có coi. Văn Trang. Trong trận đấu này Văn Trang đã lui về với vị trí hậu vệ. Quý Dương. Văn Hiền. Không được rồi. Đang dẫn trước với bàn thắng cách biệt khá lớn nên các cầu thủ Kizuna, xin lỗi là các cầu thủ Real Roma đã liên tục thử nghiệm những vị trí khác nhau nhằm tìm ra những nhân tố mới. Văn Trang chuyền bóng vào cho Quý Dương. Không được. Bóng đã chạm tay của Quý Dương. Theo như tín hiệu còi và những gì chúng tôi quan sát được thì đúng là bóng đã chạm tay của Quý Dương. Đây là trận đấu thuộc trong khuôn khổ giao hữu nên chúng tôi không sử dụng công nghệ VAR. Trong những trận đấu giải
sắp tới mà Real Tomama tổ chức, chúng tôi sẽ áp dụng sử dụng công nghệ VAR. Quý Dương, Văn Trang, cũng được. Văn Trang cố truyền vào cho cầu thủ bên Real Tomama băng lên, nhưng không có cầu thủ nào đọc được tình huống vừa rồi. Và làm xã của Văn Dân. Văn Hiền đưa bóng lên, bóng cho Văn Hùng và đánh quát không được. Bóng lên cho dân cầu thủ số 7 bên Kizuna. Kizuna phản công, rất may Văn Hùng là người lao vào tác động vào hướng đi bóng. Sau những tình huống lăn xả tranh chấp vừa rồi thì có lẽ Văn Hùng đã sung sức. Với ở độ tuổi xế chiều và tinh thần không còn được minh mẫn, có lẽ anh không thể cống hiến được 90 phút trọn vẹn cho Real Tomama. Văn Trang, Minh Phương, Định Kính, vẫn là Định Kính. Không được rồi, Kính ơi. Văn Hiền. Quý Dương. Và phản công cũng không phải là nguy hiểm đối với Real Tomama. Sút xa, đường bóng đi là khá nét nhưng bóng bay lên trên. Minh Phương, Định Kính, bóng đang bên phần sân Real Tomama. Có lẽ bây giờ tỷ số không còn là quan trọng với các cầu thủ. Điều quan trọng nhất là tinh thần và thế lực của các cầu thủ luôn đảm bảo để nhằm tìm ra những thay đổi mới, những vị trí mới và những nhân tố mới. Và bắn chim vừa rồi là của Đình Kinh. Bóng vẫn trong chân của Xuân Huy. Văn Hiền, Văn Trang, vào. Rất tiếc một pha phối hợp khá nhịp nhàng và đẹp mắt, thế nhưng Văn Trang không thể tận dụng tốt tình huống vừa rồi. Này. Cổ viên nói không. Minh Phương không được rồi. Có lẽ pha vào bóng vừa rồi đã khiến cầu thủ bên Kizuna đã bị đau. Và chúng ta đang cho dừng trận đấu.
Tikizuna được một quả sút phạt. Người thực hiện sút phạt có lẽ là cầu thủ mang áo số 7. Không, cầu thủ áo số 19, sút xa. Một ý đồ chọc thẳng đúng vào thủ môn, đến như bóng đã bay chạch hướng. Văn Hiền. Không được. Và sông kìm của cầu thủ áo số 5 bên Kizuna. Minh Phương. Chuyển bóng về cho thủ môn Minh Tân. Văn Trang. Đình Kinh. Văn Hiền. Văn Trang đưa bóng vào. Văn Trang đưa bóng vào. Các cầu thủ chúng ta có thể nhìn thấy các cầu thủ vẫn đang tập trung cổ vũ cho đội mình, không quan tâm tỷ số. Đó là tinh thần của những chiến binh. Phải em à anh nghĩ em thở nhé. Quý Dương. Đình Kinh. Quý Dương đưa bóng vào. Không được. Đường phát bóng lỗi của Kizuna. Quý Dương. Đình Kinh. Quả xứng danh cầu thủ với đôi chân pha lê, những cú ngã của anh cũng mang đậm chất pha lê. Kizuna phản công. Ngày hôm nay thủ môn Minh Tân có lẽ là người nhàn hạ nhất trận đấu. Phạt góc dành cho Real Tomama. Xin lỗi là dành cho Kizuna. Và đánh góc khác đấy ạ. Thank you.
Vâng, cầu thủ điển trai Văn Huy, người giành cúp cho Real Tomama. Sau bàn thắng vừa rồi thì anh đã ra ký hiệu thay người. Có lẽ sướng quá nên anh không thể đá được nữa. Một nửa thời gian có hiệp đấu thứ ba và tỷ số đang nghiêng về Real Toma với tỷ số là 12. Đình Tùng, Quý Dương, Văn Yên xuất phong. Không được, cú sút vừa rồi là khá nhẹ. Đang bị dẫn trước, các cầu thủ Kizuna đang dâng cao đội hình. Hình như họ tung hết các cầu thủ lên phần giữa sân. Áo non trong chân Kizuna. Đình Kinh mất bóng rồi. Tình huống nguy hiểm. Rất may và khép người vừa rồi của thủ môn Minh Tân đã cứu nguy. Đình Tùng. Không được. Điền dành cho Real Tomama. Một động tác đánh giá khá mù mè của Đình Tùng và dường như đã gây cười khán giả. Coi em. Đình Kinh. Điền dành cho Real Tomama. Xuất biên dành cho Kizuna. Quý Dương là người đã chặn được bóng. Văn Hiền. Vẫn là Văn Hiền. Có bóng chưa gì ạ? Đình Kinh, Minh Tân, Đình Tùng. Không được. Minh Phương. Các vị trí của cầu thủ bên Real Toma luôn tỏ ra hoạt động hết công suất và phát huy tác dụng. Và số bóng vừa rồi không được mạnh của Duy Hoàng. Là phản công, không được. Duy Hoàng, Quý Dương, Minh Phương. Đưa bóng vào. Ngoài đứng trên. Minh Phương là người đánh đầu cản phá đường truyền lên của Kizuna.
bài đâu mà. Quý Dương, bắt đúng không? Không được. Xin lỗi là Duy Hoàng. Và đón bóng và cú sút rất mạnh, thế nhưng bóng bay đúng vào người thủ môn bên phía Kizuna. Minh Phương, Quý Dương, Duy Hoàng, Hoàng ơi, vào! Vâng, đúng là vào. Sau pha cản phá vừa rồi thì Duy Hoàng đón được lại bóng và thêm một đường chuyền bóng đã xuống bóng khá mạnh vào đúng cầu môn bên phía Kizuna và tỷ số là 11-2. Duy Hoàng sút bóng xa. Tinh thần khá thoải mái khi đang tổ chức các cầu thủ Real Obama tỏ ra hưng phấn và cũng được truyền ngẫu hứng những cú sút xa ngẫu hứng nhằm vào đó tạo nên những bàn thắng rất đẹp mắt. Minh Phương, Đình Tùng, Đình Kinh, Quý Dương. Pha chuyển bóng của Quý Dương dành cho Duy Hoàng rất đúng địa chỉ và chính xác. Văn Hiền nào, lấy bóng đi Hiền ơi. Không được. Bóng vẫn trong chân của Văn Hiền. Minh Phương, Đình Tùng, Văn Hiền. Quý Dương, Duy Hoàng. Không được. Bồn bên Kizuna thả bay lên cản phá. Sút bình cho Real Tomama. Đình Tùng. Không được. Tuy hoạt động khá nhàn hạ và đang dẫn trước khá đậm nhưng thủ môn Minh Tân vẫn rất tập trung. Anh luôn chọn những vị trí khép bóng tốt nhằm hạn chế những đường tấn công của đội bạn. Vâng, trọng tài Văn Hùng đã tới còi kết thúc trận đấu giữa hai đội FC Real Tomama và FC Kizuna thuộc khuôn khổ vòng giao hữu quốc tế. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi buổi truyền hình trực tiếp của hai đội. Sau đây là chương trình dành cho quảng cáo. Tân Đăng Tân Đàng.